Hey, xin chào các bạn. Mình vừa được biết là Sublime Text nó ra version 4 và có khá nhiều thay đổi ở version này. Thì mình cũng chưa sử dụng nên là mình chưa biết được. Và hôm nay mình sẽ cài nó ở trên máy của mình. Thì tiện đây mình sẽ làm video này để hướng dẫn các bạn cài luôn. Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào Sublime Text. Đó. Sau đó chúng ta sẽ access nó vào. Thì ở đây nó có một phần đó là download for Windows này. Chúng ta sẽ sử dụng luôn, download luôn. Thì chắc chắn là nó sẽ đó cho chúng ta một cái bản build của Sublime Text 4 các bạn nhé. Sau khi chúng ta tải về thì chúng ta sẽ thực hiện cài. Thì đối với bản 4 này, về cơ bản thì mình nhìn thấy đầu tiên, cái thay đổi đầu tiên đó chính là dung lượng của file. Nó đang lớn hơn so với bản cũ rồi. Thì chắc chắn rồi, mỗi lần update thì nó sẽ phải có thay đổi về dung lượng của file. Thì hầu hết các phiên bản update của các phần mềm khác nó cũng đều như vậy. Đó. Thì có một điểm mình không biết là chính xác hay không, đó chính là Sublime Text nó cho phép chúng ta code ở trên màn hình 8K. Hiện tại máy của mình thì chưa được 8K đâu, nhưng mình thấy thông tin nó update ở trên trang chủ của nó là nó bảo là cho update cho code ở trên màn hình 8K. Cái thứ hai nữa là cái phần theme. Đó, cái phần theme của cái bản 4 này nó cũng có nhiều cái thay đổi. Đó, các bạn có thể nhìn ở đây. Đó. Ok chưa? Ngoài ra thì nó sẽ có một vài cái điểm mới nữa. Đó là đây, các bạn có thể lướt qua đây. Nó cho phép chúng ta sử dụng nhiều tab, multi-tab. Đó, multi-tab trên cái split view nhé. Split view có nghĩa là các bạn chia thành hai cái layout view ấy. Thì các bạn có thể dùng được với multi-tab, được chưa? Đó, nó hỗ trợ tốt hơn với TypeScript, JSX. Cái này là code React.js đấy, TSX. Đây, TSX nữa, được chưa? Rồi, nó có thêm cái gì nữa? Nó sử dụng cái silicon Apple, silicon. Đó, ok chưa? Và cái GPU nó cũng rendering, có lẽ là performance nó sẽ tốt hơn đấy. Đây, up to 8K resolution này, được chưa? Cho màn hình 8K, khá là hay đấy. Đấy, refresh UI. Đây, các bạn có thể nhìn thấy một vài cái điểm mới. Thì có lẽ là chúng ta phải thử thôi. Rồi, ok. Thì sau khi mà các bạn tải được nó về rồi thì các bạn hãy thực hiện nó cài giống như ở những version trước đó thôi. Đó. Ở đây mình sẽ tiến hành cài. Thì thực tế là các bạn có khá là nhiều cái công cụ để hỗ trợ các bạn viết code. Tuy nhiên thì cá nhân mình thì mình vẫn thích sử dụng Sublime Text để code frontend và sử dụng PHP Storm để code backend. Đó, mình đang sử dụng chung cả hai như vậy. Có một số bạn thì sử dụng VS Code thôi và chỉ sử dụng một cái. Thì hiện tại thì mình đang sử dụng cả hai. Đó, được chưa? Sau khi cài xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đây, chúng ta sẽ có được cái version Sublime Text 4 nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ chạy nó lên. Đây. Đó, về mặt theme là mình thấy nó có sự thay đổi rồi. Mình thích cái màu này. Khá là dịu, được chưa các bạn? Màu này khá là dịu. Ok chưa? Đó, chúng ta xem version xem nào. Ok, build 4 này. Build 4. Nó không ghi rõ ra là version 4 mấy. Đây. Những cái thay đổi ở bản 4 này đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Chính là những cái mình vừa đọc. Nó hỗ trợ nhiều hơn cho việc code Python nhé. Support các plugin của nó. Được chưa? Và nhiều thứ hơn thế nữa. Đó. Highlight cũng support luôn. Highlight code đấy. Highlight cú pháp đấy. Đó. Đây, rất nhiều cái thay đổi. Có lẽ là chúng ta thử thôi. Đó. Về cơ bản là mình nhìn thấy code HTML, CSS là mình thấy nhìn nó dịu mắt hơn. Đỡ bị lóe, đỡ bị chói. Đó, mình thích cái kiểu như thế này. Được chưa các bạn? Rồi, chúng ta xem nào. Package. Thử intro một vài package nhé. Các bạn nhấn Ctrl+Shift+P như thế này. Sau đó các bạn gọi package intro. Thì chắc chắn là đây, các bạn vào package intro. Các bạn chọn những cái package mà các bạn muốn. Ví dụ mình muốn intro cho package chẳng hạn, view để chúng ta code view. Đó, thì nó sẽ thực hiện cài ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đó. Sau đó mình sẽ tiến hành cài một vài package khác. Ví dụ như cho PHP đi. Code PHP. PHP doc. Đây. Mình intro vào. Rồi, tiếp theo khá là nhanh nhá. Package intro mình sẽ cài cho Laravel, những cái liên quan đến Laravel. thì mình sẽ cài. Đó, cũng khá nhiều thứ. Snip Laravel. Đây. Đó, được chưa? Và mình sẽ cài cho cái gì nữa? CSS đi. Thực ra thì khi mà các bạn mới học code thì thậm chí là các bạn nên viết những cái công cụ hỗ trợ sub subget code ít thôi để các bạn có thể nhớ được nhanh nhất, đặc biệt là khi mới học HTML CSS. Còn sau này khi các bạn đi làm rồi thì cần tốc độ càng nhanh càng tốt. Còn hiện tại thì cứ làm những cái nó hỗ trợ ít thì giúp các bạn sẽ nhớ tốt hơn. Đó, đấy là lời khuyên của mình. Đó, việc cài đặt thì nó cũng khá là đơn giản. Chúng ta thử xem cái multi-tab xem nó có gì thay đổi các bạn nhé. Đây, cái multi-tab, đây chúng ta vào split view này, layout này, column. Đây, mình sẽ tạo thêm một tab vào đây xem có ok không nhé. Rồi, đúng là như vậy, nó đã hỗ trợ rồi. Đây, multi-tab đây. Đó, nếu sang bên đây thì sao? Đó, rồi, khá ổn. Đó, rồi, rồi đấy các bạn ạ. Đó, thì cái này là cái thay đổi mà mình đang có cảm giác là nó cũng mượt hơn khá là nhiều đấy. Rồi, ok. Màn hình 8K thì chắc là phải có màn hình 8K để test thôi. Đó, hiện tại thì cơ bản là mình test thử thôi để thấy là có sự thay đổi như thế nào. Thì hiện tại đúng là multi-tab cho cái split view layout như thế này. Đó, được chưa các bạn? Đó, chúng ta có thể mở tab này. Đó, cái multi-tab này nếu mà ở version cũ khi các bạn tạo ra một cái file untilted này thì khi các bạn kích thêm một cái tab nữa nó sẽ không mở ra một cái tab này đâu, mà nó sẽ override lại cái cũ nếu mà cái trang này của nó là trang chưa có gì. Hiện tại thì đang là multi-tab đây, theo mình nhớ là như vậy, thực ra cũng không để ý hết được. Rồi, ok. Đó, cách cài đặt thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, ngoài ra các bạn có thể config thêm một vài cái liên quan đến backit, phông, theme. Các bạn thử phông nhá, thử theme đi. Thì đây nó sẽ có một vài cái theme này. Đó, thấy chưa? Nó sẽ có một vài cái theme như thế này. Rồi. Với cái theme này thì menu nó sẽ bị gói gọn ra đây. Được chưa? Custom theme này. Mình sẽ chọn một theme khác xem sao. Đó, theme nó như thế này. Ok, thử một cái theme khác. Đó, theme nó như thế này. Cũng khá ổn các bạn ạ. Cơ bản là mình thấy ổn. Còn theme default của nó thì mình thấy là good nhất. Đây, mình sẽ quay về cái default. Đó, default theme của nó thì là như vậy. Được chưa? Rồi, còn gì nữa không? Bookmark select all. Đây, còn một vài cái liên quan đến config. Rồi, tạm thời như vậy. Thì các bạn chỉ cần như vậy thôi nhá. Rồi, ok. Phần developer cho phần tool này. Đó, các bạn thấy này, sẽ có thêm một vài cái thứ khác nữa. Record macro, cái này nó giúp cho chúng ta muốn tạo những công việc lặp đi lặp lại mà giống nhau đó, thì giúp chúng ta tạo ra được cái macro. Rồi, ok. Thôi, tạm thời như vậy nhé các bạn nhé. Rồi, chào các bạn. Các bạn hãy thử cái nó hoặc update nó ở trên máy của mình nhé. Chào các bạn.